Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 11 vừa tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các kỳ họp được tổ chức đảm bảo đúng quy định, chất lượng ngày càng nâng cao. Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 74 nghị quyết, tổ chức giám sát 48 nội dung chuyên đề, tổ chức 14 cuộc tiếp xúc cử tri. Qua đó đã kịp thời nắm bắt, tiếp nhận tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, trình các cấp xem xét giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa nghị quyết thông qua chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ một phần vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ 300 triệu đồng một hectare. Tổng mức hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng một khu công nghiệp và không quá 10 tỷ đồng một cụm công nghiệp. Hỗ trợ 30% kinh phí mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có tổng mức kinh phí mua máy móc từ 5 tỷ đồng trở lên. Hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng một dự án. Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư và không quá 8 tỷ đồng đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Hỗ trợ 3% dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và cũng không quá 3 tỷ đồng một dự án. Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư dự án thu gom xử lý tái chế hoặc tái sử dụng chất thải, tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng một dự án. Hỗ trợ 5% dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp, mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng một dự án. Hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thị trường, cung cấp thông tin, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng một lần đối với một nhà đầu tư và không quá 2 lần một năm đối với một nhà đầu tư. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa làm việc với huyện Trạm Tấu để nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu và tham gia hoạt động ngày thứ bảy cùng dân tại xã Pá Hu. Những năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã phát huy được hiệu quả tích cực. Tổ chức công đoàn đã tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế chủ trương chính sách quản lý có liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức, người lao động, góp phần đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Đồng thời thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã động viên công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tặng 30 triệu đồng giúp đỡ, hỗ trợ 30 hộ nghèo xã Pá Hu thoát nghèo năm 2021, trao tặng 30 triệu đồng xây dựng một nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia hoạt động ngày thứ bảy cùng dân tại xã Pá Hu, tổ chức trồng được 250 cây đào tại thôn Tà Tàu và xung quanh trụ sở làm việc của xã Pá Hu. Nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt đã tạo đà cho kinh tế phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2021 của tỉnh tăng trên 1% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng năm 2021, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng gần 24%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 7%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng gần 29%. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2020. Để ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác triệt để thị trường tiêu thụ nội địa và chủ động nắm bắt những cơ hội mới trong hoạt động sản xuất. Cùng với đó, các cấp các ngành cần có những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng tiếp theo. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp quý 2 đạt trên 6.500 tỷ đồng. Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 37 sản phẩm OCOP. Đến nay, các huyện, thị, thành phố đã đăng ký 58 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm nâng cấp và 54 sản phẩm phát triển mới. Các sản phẩm đăng ký gồm tinh dầu xả chanh Đại Phú An, tinh dầu quế Đại Phú An, cao đặc cà gai leo của huyện Văn Yên, sản phẩm nước tinh khiết Việt Cường, mật ong Vân Hội, sản phẩm bưởi Quy Mâu huyện Trấn Yên, gà Linh Môn, chè San huyện Yên Bình, ổi Văn Phú, chè Bát Tiên Minh Bảo thành phố Yên Bái. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đạt yêu cầu, tăng cường xúc tiến thương mại, triển khai tuần kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP vào các trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, du lịch và trung tâm công nghiệp, qua đó nâng tầm thương hiệu cho nông sản Yên Bái.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Yên Bình gieo cấy được trên 2.000 hectare lúa để giành thắng lợi trên cả 3 mặt diện tích, năng suất và sản lượng. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo nhân dân tích cực chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho lúa. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hiện nay trên một số diện tích lúa của huyện Yên Bình đã xuất hiện sâu bệnh gây hại như sâu đục thân, đạo ôn, khô vằn và dày và bệnh vàng lá sinh lý. Với diện tích nhiễm bệnh là 105 hectare. Để đảm bảo các diện tích lúa phát triển tốt, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình đã tăng cường xuống cơ sở tổ chức tập huấn tại đồng ruộng, khuyến cáo hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình sinh trưởng phát triển của lúa và diễn biến của sâu bệnh để phòng chống kịp thời. Đồng thời đôn đốc bón phân, dùng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và bảo đảm nước tưới dưỡng hợp lý để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, phấn đấu sản lượng lúa của toàn huyện đạt 11.000 tấn trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang bước vào mùa hanh khô, nắng nóng nên thường xảy ra hỏa hoạn, nhất là tại các cơ sở sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ. Do vậy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất chế biến gỗ và người dân về an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy nổ, ước tính thiệt hại trên 2,3 tỷ đồng. Làm chết một người và bị thương một người. Trong đó đã xảy ra 2 vụ cháy liên quan đến các cơ sở xưởng sản xuất, chế biến gỗ ván. Nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn, chủ quan, lơ là của người dân trong việc vận hành, sử dụng nguồn nhiệt, điện và chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh. Đối với địa bàn tỉnh Yên Bái là tỉnh ở vùng núi, thì các cơ sở chế biến gỗ trong năm vừa qua thì có sự phát triển đầu tư, chủ yếu tập trung vào gỗ ván móc, ván ép. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở chủ yếu là các hộ tư nhân. Cái quy trình sản xuất hoạt động thì còn nhỏ lẻ. Thế do vậy là cái tính chất nguy hiểm cháy nổ đối với cơ sở ván bóc cũng là một cái vấn đề nổi cộm. Thì đối với phòng chức năng là PC07 Công an tỉnh Yên Bái, chúng tôi đã tham mưu kịp thời cho ban giám đốc xây dựng kế hoạch kiểm tra các chuyên đề liên quan đến các xưởng gỗ ván bóc, ván ép hoạt động trên địa bàn tỉnh để đưa ra các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 300 doanh nghiệp xưởng sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, chủ yếu ván bóc, gỗ ép, trong đó chủ yếu là các cơ sở gia công, chế biến gỗ nhỏ lẻ. Các cơ sở chế biến gỗ tại gia xen lẫn khu dân cư, do đó công tác phòng cháy chủ yếu vẫn chỉ trông chờ vào ý thức của người dân nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Các cơ sở chế biến gỗ ván bóc đều là cái hộ kinh doanh cá thể, cho nên cái nhận thức của họ đều còn rất hạn chế. Cái thứ hai là công nhân trong cái cơ sở chế biến gỗ ván bóc thì đều là lao động tự do, không cố định. Có thể là hôm nay họ làm việc tại cái cơ sở này nhưng mai họ có thể họ không làm việc tại cơ sở này nữa, gây khó khăn cho cái việc hướng dẫn tuyên truyền. Cái thứ ba là cái việc đầu tư cho cái công tác phòng cháy cháy, nhất đối với các cái trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy tại các cơ sở thì còn hạn chế. Và các cơ sở thì đều là nhỏ lẻ, tự phát, không tập trung, đều nằm xa, đa phần là đều nằm xa cái địa bàn bảo vệ của cái đội chữa cháy chuyên nghiệp. Với đặc thù các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ thường tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như nguyên vật liệu từ gỗ, hàng thành phẩm, bụi, mùn cưa. Nếu không vệ sinh nhà xưởng thường xuyên, không có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, thì nguy cơ phát sinh cháy nổ là rất cao. Do vậy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng công cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cơ sở chế biến và người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có huấn luyện các nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cũng như là trang bị các thiết bị về phòng bảo hộ phòng cháy chữa cháy để khi mà có tình trạng xấu xảy ra thì chúng tôi có thể là sẵn sàng ứng phó với lại các cái tình huống đấy. Để thực hiện các giải pháp an toàn phòng cháy cháy đối với các xưởng chế biến gỗ trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi đã thực hiện cái thứ nhất là thực hiện theo cái nghị định của Chính phủ phân cấp xuống đến cấp huyện, cấp xã. Còn đối với các sở thuộc diện quản lý của phòng PC07 thì chúng tôi vẫn tham mưu cho ban giám đốc xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp thực hiện các giải pháp an toàn để làm sao đảm bảo các cái
quá trình hoạt động của các cơ sở sản xuất gỗ, ván bóc trên địa bàn tỉnh hoạt động đảm bảo các điều kiện tránh xảy ra cháy nổ đối với các cơ sở để ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế cũng như là đối với các hộ tư nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Do đó, mỗi người dân, chủ doanh nghiệp cần tích cực, chủ động bổ sung kiến thức, chấp hành nghiêm an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo theo quy định, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.